Dạ rồi, em xin phép chào anh trai nhé. Anh trai có thể giới thiệu là anh trai tên là gì? Em tên Trần Minh Kiệt. Anh Kiệt ha. Anh Kiệt là quê quán ở đâu? Bình Dương mình, Bến Cát thì sẵn chứ. Ấp Bình... An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát. Bình Dương ha. Nói chung là mình sống ở Bình Dương. Dạ. Là hôm nay anh Kiệt về đây là nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Nhờ tìm con gái cho ngoại. Tìm con gái và cháu ngoại. Ô vậy là chồng của bé đâu? Chồng bé thì bỏ lâu rồi. Nghĩa là ở không thích hợp rồi mình cũng cho nó ở nữa. Dạ. Vậy là hôn nhân của con là không được hạnh phúc nên mà chung thì hồi đó nó chỉ cặp ở thôi. Dạ. Con thì sau này chưa làm mà nó ký kết hôn gì hết là thấy là bất ổn quá đúng không ạ? Đúng rồi. Con gái của anh là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi anh trai? Năm 18 tuổi. Anh giơ cao tấm hình lên xíu cho em đã được. Là bé 18 tuổi. Và cháu ngoại của mình là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nay được 2 tuổi mấy. 2 tuổi. Sinh 2022. Dạ. Con gái của anh bỏ nhà đi ngày nào? Bữa tối là tối chủ nhật, sáng thứ hai. Là 18 tay. 18. Lý do gì con gái nhà mình bỏ nhà đi anh? Giờ lý do mình đâu có biết lý do làm sao. Thì bình thường thì ở nhà cũng sinh hoạt mua bán đồ phụ rồi cũng sinh hoạt bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà chắc cũng còn ham chơi rồi bạn bè cũng về đi vậy thôi. Vậy là lần này đi là con gái ẩm cả cháu ngoại mình đi luôn. Đúng rồi. Có đem theo thứ gì đi không ạ? Không, nó có lấy gì, nó chỉ đem mấy bộ đồ với nó đem cái căn cước của nó đi. Có đi xe không? Không. Tiền bạc. Nhà quyên nó không có được lấy chiếc nào đi hết. Có mang theo tiền bạc gì đi không ạ? Không, tiền của nó có như nó xài nhưng mà nó không có lấy gì gia đình. Anh chị được mấy người con? À, được 2 người. Bé này là con thứ mấy trong gia đình? Nó thứ hai. Bé lớn hả? Bé, không, lớn thì cả, thứ hai thì cả. Dạ. Còn cái này là cũng như Úc á. Dạ. Hai đứa à. Vậy là khi bỏ đi thì có nhắn gửi hoặc là viết thư từ gì để lại cho gia đình không ạ? Không có gì hết. Trước cái ngày 18 này gia đình nhà mình có chuyện gì không? Không, không có gì hết, bình thường mà. Anh chị có la dạy gì bé không? Không, không có la. Có nghĩa là sáng bữa chủ nhật đó là mẹ nghỉ mua đồ ăn, đồ uống đàng hoàng, nó có dẫn lên tiệm, nó bán đồ phụ. Dạ. Rồi về tối rồi không biết là nó hẹn hò đi chơi hay sao thế nào thì vậy là nhà mình đó là có người là chở mà mình không có biết, có nghĩa là không có coi được cái số xe. Mình có khu vực nhà mình có camera không? Có đứa cháu mà để nhờ nó thích camera giùm mà nó chưa có rảnh đó. Dạ. Yeah. Vậy là mình chỉ biết là một người tới để chở. Chở đi. Người đó thì giới tính là nam hay nữ ạ? Tại vì nó ở ngoài đường phất cái camera của mình không thấy. Giống như là mình biết có người thôi nhưng mà không biết nam hay nữ thôi. Dạ. Yeah. Rất khó. Vậy là gia đình nhà mình là kinh doanh làm, nói chung là mua bán đồ điện, đồ đó, điện nước, rồi ra ngoài cũng mình lãnh đồ làm đó, công trình đó. Dạ. Và đặc biệt là con gái nhà mình ở nhà là phụ gia đình, phụ mua bán đồ vậy đó. Dạ. Mua cháo thôi. Cái thời gian gần đây thì anh có thấy con gái mình có biểu hiện gì bất thường không ạ? Không, nhà sinh hoạt bình thường, không có gì hết. Con gái nhà mình có thường xuyên lên chơi điện thoại, lên các trang mạng xã hội không anh? Có, dù đó là có ạ. Có đúng không ạ? Và lần này đi thì anh có nghĩ rằng là con gái nhà mình có thể là nghe theo lời cám dỗ ngon ngọt từ thì các mối quan hệ trên mạng xã hội không ạ? Thì cái đó thì chắc thế nào phải có rồi. Giờ mình nghĩ một phương hướng đó thôi. Chứ giờ mình cũng đâu có, tại nó muốn nó đi mình cũng không có nắm được cái tình huống như thế nào. Vậy là gia đình nhà mình rất là yêu thương bé cũng như là cháu ngoại đúng không ạ? Thì bình thường, mình con thì đứa nào mình cũng thương như nhau. Dạ. Nhưng mà tại vì nó ham chơi thì giờ nó đi mình cũng không biết sao. Vậy là từ khi mà hôn nhân đổ vỡ thì về là con gái của anh có tâm sự buồn phiền thì với ba mẹ không? Không, nó cũng nói chung là gia đình sinh hoạt rất là bình thường. Ăn uống rồi đi chơi hoặc là đi tiệc tùng hay ăn uống gì cũng bình thường, không có, nói chung là không có chuyện gì xảy ra hết. Vậy là mọi thứ trong gia đình đều rất là tốt đẹp. Gia đình rất là yêu thương, bình thường mà. Yêu thương nhau. Và cái điều kiện kinh tế thì đủ dư khả năng để mà lo cho con cũng như lo cho cháu ngoại đúng không ạ? Thì bây giờ nói chung là kinh tế thì thời buổi bây giờ mà dạ. Nó cũng dư không dư nhưng mà nó là đủ ăn đủ mặc là cũng được rồi. Dạ.
mình cũng đủ điều kiện mình lo cho con cháu mình. Dạ. Nhưng mà tại vì nó bây giờ cũng như ham chơi cũng còn nhỏ mà, thì nó cũng muốn đi đâu cho thanh thản, nhưng mà mình là cũng sợ cái cháu ngoại nó cũng hơi còn nhỏ quá là nó yếu rồi, ví dụ đi ra đường đó, nó mơ chơi quá nó bỏ con nó hù lóc lóc hoặc là nó có một cái vấn đề gì đó. Thường thường cháu ngoại ở nhà là ông bà chăm hay là mẹ mẹ là... Thì nó ban đêm thì nó ngủ với mẹ nó, rồi ví dụ như là nó mình đi làm về là nó qua mình nó bu theo, đi đâu nó cũng đòi đi theo hết. Vậy là theo hơi ông bà rồi. À, nó mến lắm. Tới giờ phút này thì cả ông bà ngoại đang rất sợ, đặc biệt là lo cho cháu ngoại là nhiều hơn, sợ rằng nói là chung là lo hết hai mẹ con. Dạ. Nhưng mà cái cháu ngoại á, nó còn nhỏ quá thì mình cũng ưu tiên cho nó một chút thôi, bởi vì sợ rằng đi ra ngoài đời ngoài đường. Mà đặc biệt là con gái nhà mình chưa từng va chạm, chưa va chạm. Cái nhất cái hai nữa là nó chưa biết gì, ví dụ như giờ con còn nhỏ mà nó không có tiền bạc nữa, nó không có điều kiện gửi con cái rồi nó đi vô làm công ty hoặc nó bất cứ nó làm cái mua bán gì đi. Dạ. Nó làm một cơ sở gì thì cháu là không có lo được, bởi mình cần ví dụ như nó muốn đi làm thì nó đem cháu về để đây ông bà lo, nó thì nó đi làm nó sinh hoạt gì hoài thì nó đi. Dạ. Đó, còn ví dụ như có tiền thì giờ nó phụ lo cho con cái nó, không có thì nhà đây giờ gia đình cũng lo bình thường. Dạ. Thật sự thì khi mà con cũng như là dẫn cháu ngoại bỏ đi thì gia đình rất là hoang mang và lo lắng. Đúng rồi, nó đem cái căn cước công dân theo nhưng mà có đem số điện thoại, nhưng mà nó không bỏ vô máy để xài, thành ra nó không liên lạc. Phải chi nó nói là giờ con đi con ở điểm A điểm B điểm C gì đó. Dạ. Lên gặp trực tiếp rồi ví dụ như quay cháu ngoại mình như thế nào, nếu nó mà ổn định thì mình yên tâm, mình cũng không cần đi kiếm. Dạ. Còn đi kiếm thì không được, hiện giờ nhờ bên đội hiệp sĩ của anh Hải đó. Dạ. Thì lên cộng đồng mạng kiếm nó về giùm, ví dụ nó muốn đi làm thì nó đi, nhưng mà nhà cháu ngoại thì để mình về mình chăm. Dạ. Chứ để bỏ bê thì con cháu ai cũng vậy. Dạ. Ai cũng nóc ruột. Trên cái video này anh có điều gì anh muốn tâm sự với con gái của anh, hy vọng con gái của anh xem được và sớm dẫn cháu ngoại về nhà? Cái hy vọng á thì riêng bản thân của gia đình anh là bố mẹ của nó, là có nghĩa là không có phân biệt là trai hay gái, đứa dạ. nào cũng là con. Dạ. Đó. Nhưng mà giờ ví dụ như nó muốn đi làm, cứ ước nguyện muốn đi làm á thì dẫn cho đi làm. Đó, nhưng mà con của nó là ví dụ phải đem về mình chăm sóc. Nên là không muốn để con cháu mình cù lăn lóc rồi được. Dạ. Anh tâm sự với con gái anh đi, gọi tên con gái anh ra. Bây giờ là gái của anh là tên Trần Ngọc Tú. Hiện giờ là cha kêu con về, hay là con muốn đi làm hay muốn đi đâu cũng được, nhưng mà đem cháu ngoại về cà chua về cho cha để cho lo lắng cho nó. Ví dụ con muốn đi làm thì con đi, còn muốn nhà phụ cha thì con cứ nhà phụ. Đó là quyền riêng tư của con, không gò bó, không bắt buộc. Hy vọng... Tại vì con cà chua là cháu ngoại của anh á. Dạ. Giờ nó cũng lớn rồi, được 2 tuổi mấy rồi. Dạ. Giờ anh có thể là tự thân anh chăm sóc được. Dạ. Tại nó không còn bú sữa mẹ hay gì nữa, không. Dạ. Còn ấy thì bây giờ ăn uống mình tự lo được, còn hồi đó nó nhỏ quá thì mình không lo được. Dạ. Đó. Hy vọng rằng là con gái của anh sẽ xem được video này. Thì cha cứ kêu là Tú ơi con cứ về, con muốn đi á thì làm, hay là con muốn đi công việc gì của con thì con cứ đi, nhưng mà đem cà chua về cho cha lo cho nó, chứ nó còn quá nhỏ, bỏ quần lăn quần lóc thì rất tội, mình không có lương tâm mà không cho phép luôn. Bởi vì bên ngoài hiện nay là rất nhiều cặp bảy anh trai ạ. Chứ còn la gầy là bây giờ là lớn rồi, giờ cứ tự giác tự làm, cảm thấy sao mà sống được thì sống, bây giờ không có nói gì tới nữa, trưởng thành rồi. Đúng rồi, 18 tuổi là được quyền rồi, mình nuôi cho tới ngày hôm nay là đủ lông đủ cánh hết rồi. Đó. Nhưng mà thật muốn sự đi đâu rồi đi. Dạ. Hay là muốn quen người nào cũng được, nhưng mà với điều kiện là mình phải biết là bây giờ ở chỗ nào, rồi gia đình người đó nhìn sao, chứ tự nhiên giờ ra đường hoặc không có liên hệ gì hết thì nó cũng hơi phiền hà. Anh có sợ rằng con nhà mình đi lần này là sẽ bị những đối tượng xấu dụ dỗ, có thể rằng là cám dỗ làm những công việc để mà trục lợi cho bản thân không? Anh bây có sợ điều đó? Nói chung là nó còn nhỏ quá, mình cũng sợ vấn đề đó, sợ ra đường là dụ dỗ, là nó xa vào cái đường tệ nạn xã hội. Rồi ví dụ như là nói chung là nói bây giờ nó thành phần nó đủ điều, bây giờ mình nói thì nó bao gồm thì phải có rồi đó, nhưng mà mình dạ. không nói đụng chạm riêng ai hết, nói chung là tệ nạn xã hội, mình sợ con mình nó lâm vào cái đường đó thôi.
Nhưng mà hy vọng rằng là bé gái bây giờ bé đang ở đâu, ở phương trời nào thì hãy dẫn cháu ngoại về để đoàn tụ với gia đình, bởi vì hiện nay là bên ngoài xã hội rất nhiều cặp bẫy, và đặc biệt rằng bản thân bé thì là con gái Đúng lại rồi. ôm theo một đứa con, là mà con của bé thì bây giờ còn rất nhỏ, mà bây giờ một thân một mình một con gái như vậy thì cái điều đó là cái điều mà khiến cho gia đình rất là hoang mang và lo lắng. Nên mà ở đâu đó để xem được video này, thấy ba của bé về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải đi tìm bé, thì bé ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn nếu mà tới giờ phút này mà bị ai đó khống chế không cho về, hoặc là gặp một cái sự cố gì đó chưa thể về được, thì hãy gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0913 785858 của các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải. Các chú sẽ có mặt ngay lập tức để mà đưa con cũng như là con gái của con sớm quay trở về để đoàn tụ với lại gia đình. Thì cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Từ đầu năm 2024 cho tới thời điểm hiện tại, anh em ghi nhận rất nhiều trường hợp tình trạng các bé gái đủ tuổi cũng như chưa đủ tuổi đã bỏ nhà đi rất là nhiều. Rất nhiều nguyên nhân và lý do. Anh trai ạ. Còn bây giờ là quen trên mạng xã hội không, Dạ đúng rồi. thành Chính xác. ra đi là cũng chưa, nó chưa được cái phương hướng, nó không biết phương hướng như thế nào, nhưng mà nó mê trên mạng xã hội thì nó lên trong mạng xã hội nó nói vậy là nó tự đi thôi. Đúng, chính xác là vậy. Bởi vì là cái thời điểm hiện tại đa số con cái bỏ nhà đi đều là quen biết qua mạng xã hội Đúng rồi, và y bị vậy cám dỗ dụ dỗ rất là nhiều. Nhiều trường hợp về an toàn thành công và nhiều trường hợp gặp những cái kết đầy nước mắt. Đó là những điều có thật mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải đã ghi nhận được. ví dụ như riêng bản thân của anh hoặc là những cái người làm bố mẹ đã từng bị con cái như thế này, thì anh cũng có cái lời khuyên là trên cộng đồng mạng là những đứa bé như trưởng thành hoặc là chưa trưởng thành thì nên về với bố mẹ để mà đùm bọc cho đạt 18 tuổi 20 tuổi, lúc đó trưởng thành rồi tụi con lớn rồi muốn đi đâu đi, nhưng mà đi với điều kiện phải cho cha mẹ biết là mình đi cái hướng nào, là địa chỉ rõ ràng, được quyền đi chứ không phải là cha mẹ nào cấm không cho đi, nhưng mà như thế đó mới là được. Còn giờ đi không biết cái gì để liên lạc, không biết gì, lỡ mà giờ ai gạt qua tới Campuchia bán bển cũng không biết như thế nào Rất đó, mình sợ nói là đúng không không? không không có bao gồm ai, nói chung là vậy đó. Riêng bản thân của anh là cái như thế đó, đó. Còn con á, thì đứa nào cũng là con, đứa nào cũng thương yêu như nhau, chẳng qua thì mỗi đứa nó một hướng muốn làm ăn, nó muốn đi ra đường nó chơi như thế nào thì mình không quan trọng, nhưng quan trọng khôn khéo thôi, đừng để gia đình mà buộc lắm mới lên trên trang mạng xã hội để mà ngồi nói chuyện như thế này, chứ anh cũng không muốn đâu. Tại vì anh giờ anh đưa về là bạn bè anh mà nó coi trên trang mạng nó thấy nó cũng nói anh là con cái vậy vậy này kia, chứ thật ra anh bên làm ăn anh mấy cái vụ này anh giấu hết á, tại chẳng qua là nó cũng nếu tới gia đình con cái cháu đồ. tất cả đều về cái tình thương dành cho con hết anh ạ. Đúng rồi, bây giờ tụi anh ví dụ như giờ 40 50 tuổi thì sống cũng đâu có vài năm nữa, thì nó ví dụ như là mình có lỡ mình mất đi thì con cái mình nó cũng phải có cái gia đình để nó về nó như thế nào, còn giờ cái cờ bắp mình đâu sống đời để mình lo nó được. Dạ đúng rồi. Nó 18 tuổi 20 tuổi nó trưởng thành tự cái bản thân của nó để tạo điều kiện cho nó tự lo. Cảm ơn những cái chia sẻ của anh rất là nhiều. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái cùng với lại bé nhỏ trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp là hai mẹ con của bé là sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì tới giờ phút này thì ông bà ngoại cũng như là toàn gia đình đang rất là hoang mang và lo lắng cho hai mẹ con. Không biết là những ngày qua là bên ngoài như thế nào, ăn uống ra sao và ở đâu, có được khỏe hay không, và đặc biệt rất lo cho bé nhỏ. Bởi vì hiện nay là bé nhỏ tuổi đời còn quá nhỏ, năm nay mới hơn 2 tuổi đó cô chú anh chị. Nên em rất mong rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được hai mẹ con để về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ rồi, cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải Đây video này tôi lên muốn khắp các chính trang mạng vậy xã hội. là nhỏ gái á, là 18 tuổi, nó tên Trần Ngọc Tú, ẵm đứa cháu ngoại đi là tên Trần Ngọc Sao Băng, biệt danh ở nhà là Cà kêu là Cà chua. Chua, mới 2 tuổi mấy à. Thì nhờ cái cộng đồng mạng với anh em hiệp sĩ của Nguyễn Anh Hải á, thì hỗ trợ giúp tìm giùm, cũng xin chân thành thật cảm ơn các anh và các đồng đội của bên anh Hải, hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải.
Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim cái hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái và cháu ngoại. Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải cái video, cái câu chuyện gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái cũng như là cháu ngoại Được. nhà mình không? Tại vì cái này cũng không có gì gọi là xấu, nhưng À. mà con của mình đó, là cái này là mình nhờ anh Hải đăng lên trang mạng để tìm á, Dạ. là nó bị nó quá giới hạn của mình để mình đi tìm. Dạ. Mình cũng tìm mấy bữa rồi mà không được, thành Dạ. ra mình cũng nhờ có nhờ công an luôn, can thiệp luôn Dạ. đó. Nhưng mà người ta nói là để chừng nào nó phải có lên trang mạng người ta mới biết ta tìm, Dạ. nhưng mà giờ đó mình cần để mà gặp anh Hải, bữa có lên trên mạng anh Hải có hẹn là bữa nay xuống là gặp để nói chuyện, để mà đưa ra thông tin để chúng á, coi Dạ. như là tìm cho nó lẹ hơn Dạ. đó. Thành ra cũng nhờ mấy anh em vậy thôi. Bởi vì thật Mình ra như thế này này, bởi vì là bên cơ quan chức năng công an còn rất nhiều việc phải làm anh đúng trai ạ. rồi, Nào là nhiều lắm, nhiều việc lắm. Thật sự là như vậy. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn. Thì em thay mặt đội hiệp sĩ người Thanh Hải, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm cũng như là chia sẻ cùng với anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải để giúp người giúp đời, và đặc biệt rằng là giúp cái chương trình tìm kiếm người thân được thành công tốt đẹp hơn. Em không biết nói gì hơn thì chỉ biết là chân thành cảm ơn và luôn ghi nhận những công ơn của tất cả cô chú anh chị đã đóng góp cùng với anh em để giúp đời giúp người. Em cuối video này em xin phép xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. xin chào. Dạ.